Mình tiếp tục dựng tiếp các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ dùng lệnh sweep để mình phủ kín cái mặt đáy phía dưới nó các bạn. Thì các bạn dùng lệnh sweep nè, tất nhiên là dạng surface rồi. Anh này thì là cho tự nhiên thay đổi ha. Rồi mình có là pick một cái đường này và các bạn nhấn shift, các bạn chọn cho đủ luôn cả cái đường luôn nha. Các bạn nút phải chuột cái cho đủ thì bạn nhấn nút trái các bạn đồng ý. Rồi sau đó thì mình sẽ chú ý rằng lúc này là mình muốn tiết diện mình á là luôn luôn nó sẽ vuông với mặt phẳng top của mình. Thì các bạn chọn cái chế độ là normal to projection ha. Các bạn chọn anh là anh top. Rồi mình sketch để sketch view các bạn thấy nè, đó vuông phẳng top ha, nó nằm ngay rất là dễ nhìn. Và các bạn dựng một cái đường line đi từ đây, các bạn bật cái mặt phẳng nãy lên các bạn. Đây nha, mình cách là nãy là cái mặt này cách lên là 6 ly á, thì bây giờ mình cho nó trùng với cái mặt này luôn. Rồi góc tôi muốn ví dụ như là anh này là 4 độ. Ok. Rồi các bạn thấy nè, cái mặt như thế này. Và tất nhiên thì mình sẽ mình fill mặt đáy luôn. Thì mình dùng lệnh fill anh này. Rồi mình cũng là project, mình lấy lại cái chain đó. Mình đồng ý. Yes. Ok. Rồi mình ghép lại các bạn. Các bạn chọn là quiz thôi. Mình chọn 1, 2 và 3. Các bạn mệt nó lại. Thì các bạn thấy nè, khi mà ba cái mặt mà mình mệt á, nó chỉ vừa chạm mí thôi á, thì các bạn thấy là không có cái tự chọn để hết ra. Các bạn chọn là gì nó liên kết với nhau thôi. Chừng nào mình có ngã ba ngã tư nó mới có cái tự chọn cho mình chọn bên trái bên phải hoặc bên trên dưới. Còn nếu mà nó vừa đủ nó chỉ vậy thôi các bạn. Thì mình có mô hình mặt như thế này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ dựng cái phần mà cắt ở phía dưới này các bạn. Thì mình phải chiếu một cái đường curve trước để mình có, để mình dùng đến script blend. Thì bạn quan sát cách làm ha. Thì mình sẽ project nè, một cái đường curve mà chưa có thì mình vẽ ha. Mình dùng là sketch, to sketch trên cái mặt phẳng là front. Này vừa vẽ một cái đường line ha, ngay trung điểm các bạn, kéo qua một tí nè. Các bạn nút phải chuột, các bạn chọn là add. Từ đây các bạn lên đây, xong đó các bạn add tiếp ha, tới đây luôn. Vẫn là add nha, từ đây nè các bạn tới đây cũng là một cái add. Rồi ok, các bạn cho tiếp tuyến ha. Ông này tuyến ông này, thậm chí tôi cho là hai này bằng nhau luôn, bán kính này bằng bán kính này. Và cái kích thước khoảng cách từ đây, đây dimension nè, khoảng cách từ đây tới đây tôi cho là 22. Và cái radius này á tôi cho là 60. Cái tâm thì cho nó trùng luôn các bạn, còn sai luôn, anh này trùng với anh này. Vẽ đường curve như vậy, sau đó thì mình sẽ chiếu nó lên các bạn. Lên cái mặt, như tôi muốn cái mặt này, mặt này, mặt này. Nhấn control chọn cho đủ nha. Mặt này, mặt này, mặt này. Và hướng chiếu của mình tất nhiên là hướng phẳng front luôn rồi. Ok. Thì mình sẽ có một cái đường curve như vậy. Và mình dùng nó để mình dùng lệnh sweep lane các bạn. Thì đây là mình muốn chủ động kiểm soát tiết diện ở từng cái phân đoạn trên một cái quỹ đạo ha. Thì mình dùng lệnh là sweep lane. Tại vì sweep plane á, nó cho mình hai cái ưu điểm kết hợp giữa lệnh sweep và lệnh plane, tức là cái ưu điểm về cái tiết diện của lệnh plane và cái ưu điểm về mặt là cái quỹ đạo lệnh sweep. Thì các bạn dùng lệnh sweep plane ở đây, các bạn để chế độ surface nè, mình pick vô cái đường curve này. Và bây giờ mình dựng tiết diện trước ở đây một cái nha. Thì các bạn qua thẻ section, các bạn chọn là sketch nè. Rồi ở đây thì tôi dựng một cái ạ từ đây nè nha, đi vô trong đây một tí. Các bạn dựng nó vô hướng này nè. Rồi các bạn cho kích thước ví dụ như là anh này anh là 4 nè. Rồi cái R này là 20. Và từ trên các bạn, từ cái điểm này nè lên tới cái điểm trên cùng quỹ đạo này á, tôi cho nó là 6. Nên các bạn thể để cho sketch view dễ nhìn nè. Đó. Nó đi vào trong như vậy nha các bạn. Rồi các bạn đồng ý. Các bạn muốn mặc định nó sẽ cho hai quỹ đạo lại phía đây thôi. Bây giờ mình muốn add vô nữa thì các bạn phải insert một cái. Và cái vị trí mà insert các bạn biết vào cái điểm này nè, ngay trung điểm cái này ha, các bạn biết đây một cái. Và các bạn định là sketch. Rồi các bạn cũng vẽ một cái điểm ở đây ha. Một điểm là bên trong như vậy. Anh này thì vô tôi cho R là 10 thôi. Là 10 chứ, là tại vì kích thước nó hơi bị phi lý, các bạn cứ đi đủ kích thước cho nó nha. Này tôi muốn dù anh cao chỉ là cao lên là 6 nè. Từ đây ra tới đây á, cái thước bề rộng này tôi muốn khoảng là 3 ly thôi.
và anh này thì anh chỉ được mời thôi. Đây thì nó ok, mà các bạn thấy nó đi nè. Rồi bây giờ các bạn giải tiếp anh bên đây nữa, thì các bạn tiếp tục các bạn insert một cái sketch nữa, thì nằm đây rồi thì các bạn có thể là điểm end được bằng sketch luôn là nó biết rồi các bạn. Bên đây cũng vậy thôi, các bạn cũng vẽ một cái cung từ đây nha, dưới đây các bạn cho đi vào như thế này nè. Đó. Thì nó bằng cái anh kia các bạn, nó cũng tức là anh này cũng là R, nó cũng phải là 20 nè. Rồi cái khoảng cách từ đây á, tới đây á, các bạn nhớ nó chỉ khoảng có 6 thôi. Và cái khoảng cách mà từ đây nè tới đây nó chỉ có 4 thôi, nó đối xứng với anh kia đó các bạn. Các bạn nhìn thế này thì các bạn thấy hơi khó dùng tí, nhưng còn cứ vẽ sau đó các bạn khi hình thành cái lệnh rồi các bạn dễ hình dung hơn. Đây nó như vậy các bạn, và ok thì các bạn thấy nha, với lệnh script line này quỹ đạo là mình tự mình vẽ được quỹ đạo như vậy, và tiết diện mình cũng chọn vẽ được luôn. Thì sau khi có rồi các bạn chỉ việc là ghép nó lại thôi, các bạn chọn anh này và anh này, các bạn cũng là mệt nó lại và các bạn chọn cái hướng cho đúng ha, lấy cái hướng phía trên này và phía trong này. Đây nó như vậy các bạn. Thì các bạn thấy tác phẩm chuẩn dễ nhìn nè. Ở đây thì mình sẽ bo tròn nó nha, mình rao nhẹ một tí ở đây, tôi cho là 2 ly đi, đồng ý. Sau đó tôi rao anh này là 1 ly ha. Và các bạn chú ý nha, khi mình làm lệnh show file như vậy thì nên thường xuyên là mình save lại một cái, và khi mình lít lệnh ra các bạn, lúc nó đang bo tròn á, đừng có đụng đậy gì nhiều mà nó sẽ bị treo máy á, và cẩn thận cái việc đó. Tới đây thì các bạn thấy là cái mô hình nó gần hoàn thành, cơ sở nó gần song song các bạn, gần xong mô hình của mình rồi. Các bạn có thể điều chỉnh một tí là bây giờ mình sẽ thêm cái phần là cái nút nhấn nè, rồi cái phần là cái mặt để mình trim nó đi, thì các bạn làm tiếp. Để tạo nút nhấn á, thì các bạn sẽ tạo một cái mặt phẳng song song mặt phẳng top ha. Anh này các bạn đưa lên trên khoảng là 17.5. Sau đó thì các bạn dùng lệnh là revolve dạng show face thôi. Ồ, nãy đưa vào solid thì kệ, nên lát mình đưa sau cũng được. Cái đường satellite để mà revolve, bạn nhớ chọn chức năng cái đường satellite này nha, thì nó sẽ không báo lỗi nè. Bạn dán cái đường thế này. Ví dụ như khoảng cách nó tôi muốn là từ đây tới anh này á, nó là tầm khoảng là 22.75. Rồi ở đây thì tôi sẽ dựng một cái hình chữ nhật như vậy ha, thì có tâm luôn đi như thế này. Đó. Rồi kích thước nè, tôi cho như anh này á là 1.8, anh này bề rộng là 6 nè, trim bỏ mấy anh thừa này đi, anh này dụ như là 3.5 từ đây tới đây, tổng là 11.4 ha. Thì tôi sẽ revolve cái anh này, các bạn đồng ý luôn, tất nhiên là mình để vào độ show face thôi, thì nó ra như vậy các bạn. Nhưng mà con chuột này các bạn nhớ nó còn một cái phần lõm vô nữa nè, cái phần lõm ở đây ha, thì các bạn có thể là vẽ cái phần lõm đó nó nằm trước cả cái phần này luôn cũng được, thì các bạn có thể tạm thời đưa lên trên như vậy, vẽ cái phần lõm đó. Thì cái phần lõm nó vẽ bởi hai cái lệnh là lệnh plan và mình mở nó lại, thì cái plan đó các bạn sẽ cần hai cái đường curve để làm cái biên dạng cho nó. Thì các bạn có thể là vẽ luôn, một cái là vẽ, một cái là chiếu. Thì đầu tiên các bạn có thể là chiếu của đường curve từ mặt đáy lên trên ha, thì các bạn cũng lệnh là project, các bạn project một cái sketch ha, các bạn define cái sketch ở đây, các bạn bắt đầu vẽ ha. Các bạn dùng lệnh là conic ha, các bạn vẽ một cung nhỏ nhỏ ở đây nè, từ đây dựng tới đây. Đó, như thế này. Bên đây cũng vậy, các bạn cũng vẽ một cái cung. Cứ tạm thời vẽ như vậy các bạn, mình sẽ điều chỉnh sau ha. Rồi ở đây mình có sẽ có arc ha, mình có cái arc ở giữa này, đi vô từ đây tới đây. Rồi ghi kích thước cho nó nha.
Thì đầu tiên tất nhiên anh này mình muốn nó là 90 độ rồi. Rồi cái này 0.5 để nguyên nó là parabol ha. Cái chiều cao anh này mình muốn nó là khoảng là 2.2 thôi. Rồi. Ở đây đương nhiên tiếp tuyến ha. Tiếp tuyến nè. Đó. Rồi, nói về cái chiều dài thì từ đây nè các bạn, từ cái mép này tới cái đường chính giữa mình ở đây mình cho là 42. Và từ cái điểm này tới đây nó là 39. Cái này là RHO, tính là hệ số quy định là đường conic mình 0.5, tức là nó đang là parabol thì bạn để mặc định luôn cũng được. Cái R này các bạn cho nó khoảng 120 thôi. Rồi tương tự như vậy các bạn để bên đây. Cái góc này mình cũng là 90 độ ha. Rồi cái chiều cao này thì mình núng nó tầm khoảng là dụ như là 1.2. Rồi tất nhiên nó cũng phải tiếp tuyến nè. Rồi kích thước về cái chiều khoảng cách nó thì từ đây tới đây là mình chỉ cho nó khoảng là 6 thôi. Và từ cái mép này tới đây thì nó khoảng là 4 ha. Rồi RHO cũng là 0.5 luôn, thì cái đó không đổi rồi. Đây kích thước là như vậy các bạn. Gồm có hai cung conic tiếp tuyến với một cái cung tròn R120. Kích thước như vậy nha, 42, 39. Từ bên kia là 6 và 4. Rồi, chiều cao là 1.2 và đây là 2.2. Góc đương nhiên là 90 độ các bạn ha, ở đây cũng 90 độ luôn. Đây, các bạn đồng ý. Các bạn chiếu đường cơm lên cái mặt này. Và tất nhiên hướng chiếu của mình là hướng như một phẳng top rồi. Là mình có một cái đường cơm đầu tiên. Bây giờ mình sẽ vẽ cái đường cơm thứ hai ở trên mặt phẳng front, rồi sau đó mình sẽ boundary nó lại. Thì các bạn kết chuẩn D nha. Mình vẽ bằng cái lệnh sketch trên mặt phẳng front. Và tất nhiên thì bây giờ mình phải cho nó trùng với điểm đầu điểm cuối nó nè. Thì các bạn reference một anh ví dụ như vào điểm này, một anh nó vào cái điểm này. Ok. Sau đó thì mình sketch các bạn. Các bạn để sketch view như vậy ha. Và ở đây thì mình cũng để hai cung ha. Và đây là một cái cung tròn từ đây nó nhỏ như vậy thôi các bạn, như vậy thôi. Tương tự như vậy ở đây có để một cung tròn bé bé như vậy thôi. Sau đó các bạn để một cái đường SP line, các bạn nối từ đây tới đây luôn, tiếp tuyến ha. Và các bạn thấy rằng cái việc mình vẽ đường SP line á rất là quan trọng trong cái việc là mình xử lý những bề mặt như thế này. Và mình cho một số kích thước cho nó. Ví dụ như tôi muốn R anh này á, nó là 22. Anh này á, thì là R là 18. Rồi cái đoạn này các bạn là 3.8. Và cái chiều cao ở dưới lên này là 16. Tất nhiên là mình sẽ tạm như vậy, sau đó mình sẽ điều chỉnh sau các bạn ha. Cái khoảng cách từ đây tới đây nó tầm khoảng là 39.8 này. Và cái khoảng từ đây tới đây thì nó tầm khoảng là 31.9. Tạm thời như vậy. Các bạn thấy mình để dù nó lớn quá nè, các bạn phải thấp xuống tí nha, bạn cho ví dụ như là khoảng là 31.5 thôi, nó thấp xuống như vậy nó là ok. Rồi cái đường curve này các bạn chỉnh cho đẹp thì các bạn có thể là đối với chỗ đây các bạn bật cái độ cong lên và các bạn chỉnh ha. Thì bạn muốn này nè, nó đừng có nó nhiều quá thì bạn hãy cho nó kéo dài lên tí, nó cao lên tí nào đó, nó thấp lại. Anh này cũng vậy nha, tôi không muốn cho nó ăn nhiều quá đâu, nó thấp ít ít thôi thì nó như thế này. Anh này dù tôi cho lên cao một tí nữa, dù tôi cho là 16.2 đi. Thì các bạn thấy nè, cái việc này nó ảnh hưởng bởi cái đường curve ban đầu cũng như cái mặt cơ sở này các bạn. Cho nên nếu bạn điều chỉnh cái anh này mà thấy không đẹp nữa, các bạn hãy quay lại điều chỉnh cái đường curve trên cùng rồi nè. Trước khi mình dùng định style vẽ một cái đường curve á, thì bạn chỉnh ra cái đường curve ở đó thì cảm thấy bạn ưng ý thì bạn thấy là ok. Cái tôi thấy tôi chỉnh thêm tí nữa ha. Chỗ này nè, nó vừa kéo nó ra nó ốm ốm một tí, các bạn đừng nhìn nó mập quá vậy nha, ốm ốm một tí đó. Đấy, rồi tạm thời mình ok, mình sẽ boundary ha. Thì boundary nè, cái đường bên trong là 1, cái đường này là 2, sẽ có cái mặt nhỏ như thế này. Và cái mặt này tất nhiên thì nó phải tiếp tuyến đúng không nè, các bạn cho nó normal, nó vuông góc với cái mặt phẳng front của mình, nó hiểu chưa nè, nó hiểu mặt phẳng front rồi thì các bạn ok.
Nhưng các bạn thấy nè, mà tôi ẩn đi nha, mà nó rất là xấu không nè. Đây thì các bạn hơi chỉnh nó đẹp một tí một cách như sau. Ở cái phần body này ha, các bạn chỉnh cái control point của nó, ví dụ các bạn muốn chỗ này nè, tôi muốn bắt cái point này ha, đi với cái point này đó. Ở đây cũng vậy, tôi muốn bắt vô cái point này, đi với cái point này, thì các bạn nhìn thấy nó có vẻ nó đẹp hơn một tí đúng không nè. Nhưng mà thực ra nó vẫn xấu các bạn. Thì trong tình huống đó đó, các bạn có một cách nữa là gì, mình vẽ thêm một cái đường curve trung gian ở đây nha, để mình đưa nó vào. Thì cách làm như sau, các bạn thấy là đưa lên trên đây nha, coi như trước khi có nó. Các bạn xử lý bằng cách là bây giờ mình sẽ tạo một cái mặt phẳng nè, ví dụ như mình canh khoảng khoảng dừng ở dưới giữa thôi, nhìn từ trên xuống nha, nó khoảng cỡ này các bạn, khoảng 20 đi ha. Ok, và mình tạo một cái điểm ha, một cái point nè, anh này với anh này là một point, rồi cái anh này với anh này là một cái point nữa, mình dựng một đường cơ qua đây ha. Thì các bạn nhớ là nó giống như lập diện cái muỗng các bạn, mình cũng vẽ một đường cơ ở giữa để điều khiển nó. Thì các bạn cũng sketch nè anh này, và cái reference của mình tất nhiên là vào cái point này và cái point này, vẽ đường SP line nha, đi từ đây tới đây. Và tất nhiên các bạn cho anh này là 90 độ đúng không nè. Rồi, để sketch video dễ nhìn ha. Và mình một lần nữa điều khiển cái độ cong của nó các bạn, đúp lên chỗ đây, nó bị đảo hướng nè, các bạn đưa như vậy nha, các bạn đưa này xuống đó, tôi cần nó như thế này đó. Đây nó cong cong nha các bạn. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đưa cái đường cong này các bạn vào lượng plane của mình, đưa vào đâu nè, các bạn nút ý tới đây một cái nha. Ở cái phần là option này nó có chức năng là influence curve, tức là đường để ảnh hưởng, thì các bạn chọn cái đường này đó, và hệ số cho lên là 1 ly luôn ha, smoothness là 1 ly luôn, là 1 luôn. Thì các bạn thấy lúc này cái mặt của mình á, à, nó không bị nhăn nữa không nè, rất là láng các bạn, nó không bị nhăn nữa. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm ha, để mình điều khiển cái đường curve của nó. Và các bạn thấy rằng cái đường curve khi mà influence curve này á, thì nó không nhất thiết là nó phải giống như là cái đường curve thứ hai. Các bạn nhìn thấy chỗ này nè, nếu như mình chọn cái đường curve thứ hai này á, thì giống nó phải cắt mấy anh kia luôn. Còn này gì nằm ở giữa tay bạn, nó không dính như cái đường cơ kia nữa, nó không phải bắt vào đầu cú quỹ đạo, mà chỉ nằm ở giữa quỹ đạo như vậy thôi cũng được. Thì nó tên là cái là influence curve ha, anh đồng ý. Tất nhiên có một anh là các bạn phải mirror nó nữa, các bạn phải là mirror qua mặt phẳng anh này. Và nhớ đã mirror rồi thì các bạn phải là ghép lại nha, các bạn chọn nó, các bạn merge nó lại. Ok rồi, các bạn mở cái anh này lên nữa không nè, các bạn ghép lại nè, lấy cái anh này với anh này, các bạn cũng merge nó lại. Và mình lấy cái phần phía ngoài này. Đấy. Rồi. Bây giờ thì mình có luôn cái phần này nữa ha. Thì chắc tới đây tôi cũng tập thì tôi dừng lại nha, để cái mình cho clip đừng có dài quá. Thì qua clip thứ ba đó tôi sẽ ghép lại và tôi tạo cái phần cắt để mình làm trang trí cái phần phía trên của nó nữa. Cảm ơn các bạn.